Người đàn ông này trước đây có một cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn và sóng gió. Anh ta thường xuyên cãi vã với vợ, và trong một lần cãi vã dữ dội, anh ta đã bị vợ dùng ghế đánh vào đầu. Sau sự việc này, anh ta bắt đầu có biểu hiện của bệnh thần kinh và vợ chồng đã ly hôn. Hiện tại, người đàn ông này đang sống cùng với cha già và phải vật lộn với căn bệnh của mình. Dạ, Quý Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Dạ, thì hiện giờ là Quý Ngọc cũng đang đứng tại ấp Phú Hòa, huyện An Phú nè cô chú. Hôm qua Quý Ngọc cũng có nhận một cuộc điện thoại của chú Ba Đạm. Chú năm nay cũng 75 tuổi rồi. Thì chú có nói về hoàn cảnh của chú. Hiện giờ thì chú đang ở với một người con trai, năm nay là 46 tuổi. Người con trai của chú cũng mắc cái chứng bệnh tâm thần. Dạ, thì bây giờ Quý Ngọc xin mời cô chú và anh chị cùng với Ngọc vào gặp chú Ba Đạm. Chú chia sẻ về cái hoàn cảnh của hai cha con của chú như thế nào nha. Dạ, thì bây giờ là Quý Ngọc cũng tới là cái ngôi nhà của chú Ba nè, có chú và anh chị. Dạ, dạ con chào chú nha. Dạ, con ạ. Dạ, dạ, thì hôm qua con cũng có nhận được cuộc điện thoại là của chú á. Dạ, đúng ạ. Dạ, thì chú cũng có nói về cái trường hợp của con trai chú. Đây, anh này đấy hả chú hả? Đúng ạ. Dạ, dạ, chú năm nay chú được mấy mươi rồi ạ? Năm nay là 75 tuổi. Chú 75 tuổi hả? Dạ, thì cái tên gọi hàng ngày tên của chú gọi là tên gì chú? Ba Đạm. À, chú Ba Đạm ha. Trong chứng minh nó là Trương Văn Hữu. Dạ, trong cái thẻ căn cước là Trương Văn Hữu. Đúng rồi. Ở ngoài thì coi như là bà con người ta gọi là chú Ba Đạm. Đúng rồi. Dạ. Anh này là con của chú. Đúng rồi. Là con thứ mấy trong gia con đình? Con thứ ba. Con thứ ba hả? Ừ. Là chú có mấy người con lận? Năm người con mà riêng hết trơn. Dạ, năm người con ra riêng hết. Bây giờ là chỉ còn anh trai này ở chung với chú. Đúng rồi, hai người con ở chung. Dạ. Ừ. Rồi chú nói là anh bị bệnh thần kinh hả? Đúng rồi, đúng rồi, bệnh tâm thần năm năm mười mấy năm mà. Dạ, thì Quý Ngọc cũng có thấy là chú đem mấy miếng giấy ra đây đến này của chú và anh chị. Dạ. Thì cái giấy này là kết luận là tâm thần phân liệt. Dạ. Bị hoang tưởng rồi đó hả? Đúng rồi. Rồi hàng ngày giờ ở nhà này ảnh có quậy quạng gì không hả chú? Có ạ. Vì gì á. Dạ. Nó quậy, nó chuyện mới giọng mình á. Dạ. Nói chuyện chầm 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 tối ngày á. Mà nằm giọng mà, rồi nó, chuyện. Nó bỏ ở nhà đi ba lần rồi. Chú dạ. Chú kiếm không được luôn. Dạ. Rồi là công an á. Dạ. Nó bắt mình nhờ chính quyền đó hả? Đúng rồi. Dạ. Rồi nó đưa về Long Xuyên á, vì mình lãnh xuống hàng tháng đó. Dạ. Rồi mới ở dưới mới biết nó điện rồi mình. Dạ. Chứ không biết đâu kiếm luôn. Nhưng mà bỏ ba lần luôn á, ba lần bỏ đi á. Dạ. Rồi hàng ngày là chú đi làm công việc gì hả chú ba? Chú có làm gì đâu, ra tiền ở đâu, chỉ đi từ thiện á, rồi thấy nó vậy nó dắt đi theo. Chú đi theo từ thiện hả? Từ thiện là chú từ thiện như thế nào, từ chú làm công là việc gì? Đi phơi thuốc, chặt thuốc, chia thuốc. Ha, cho tiếp phần thầy Hiếu á. À, dạ. Hiểu như là mình lợi cái phòng thuốc nam đó. Đúng rồi. Rồi mình tiếp làm ở đẳng. Đúng rồi. Dạ. Rồi trong khi đó là chú đi rồi ảnh là sao? Bị gì á, nó nhà nó nèo tràm hoài mới dắt nó đi theo. Dạ, đi theo thì nó đỡ đỡ hơi tỉnh. Dạ. Rồi ăn cơm ở đó, chịu đợi tí về nhà ăn cơm nhà không nhiều khi thấy gì ta cho tiền nó. Dạ. Cho gạo nó nữa, chứ dạ. Không có làm gì cả tiền nữa chứ. Gì đó hả? À. Dạ, thì Quý Ngọc nhìn cái gương mặt của ảnh thì thấy cũng khác thường cô chú và anh chị. Dạ, thì đây nè. Dạ, thì bây giờ để Quý Ngọc hỏi thử ảnh sao cô chú. Dạ, em chào anh nha. Dạ. Anh tên gì? Trường giấy căn cước Trương Văn Sĩ. Trương Văn Sĩ hả? Dạ. Giấy căn cước là Trương Văn Sĩ. Rồi còn tên nào ở ngoài nữa không? Ở ngoài Trương Minh Dũng. Trương Minh Dũng hả? Cái tên sĩ tên Dũng là tên nào cũng độc độc không ha. Dũng sĩ ha. Anh năm nay được mấy mươi rồi? 45 rồi. 45 tuổi rồi hả? Dạ. Dạ. Rồi anh có vợ chưa? Có rồi, gặp thấy vợ bỏ rồi. Vợ bỏ rồi hả? Hai đứa con gái. Hai đứa con gái. Dạ. Hai đứa con gái anh lớn chưa? Có chồng hay có xu hình nữa. Chà, vậy là lên trước ông ngoại rồi nha. Hả? Dạ. Phải không? Mà cái con đâu có dám vô mời đâu, bởi vì mời mấy chú bác đi không rồi, bởi vì ra vợ đứng cứ
Con anh không dám vô mời anh. Vô mời đi vô nhà nội nhà nhặt mà mời mấy chú mấy bác nó đi không à. Bởi vì nó thấy gì nó đâu có dám mời cha đâu, cha cái này nhặt thấy mà không ra tiền mới ra không dám dám mời. Vậy đó hả? Dạ. Rồi là bữa đám là anh cũng không biết luôn. Mày không biết. Dạ. Rồi sau là anh mới biết là gả con anh. Thấy nó vô mời nó chú bác đi những cái đó cho hay rồi à. Sao đi ra ngoài bởi vì ra những cái đó cũng ở nhà luôn. Dạ. Dạ. Bởi vì gặp thấy nó lúc đó vợ bỏ rồi gặp thấy hai cha hai người ra đánh lộn nhà bởi vì sau này gặp thấy gì nó mới bỏ đi rồi mình cũng muốn chơi trong mình rồi sau này cũng có người cũng ai cũng có nó cũng có mà gặp nó cũng lớn mình nữa hết rồi. Dạ. Gặp thấy được. Dạ. Vậy đó hả? Dạ chú có thể cho con biết là cái hiện tượng đầu tiên mà ảnh mắc cái chứng bệnh thần kinh là như thế nào không hả chú? Nó bên cái nhà đó nó ở bên vợ của nó. Dạ. Vợ nó không biết hai chồng nó gây lộn xảo với nó là cái lộn nhau. Rồi cái ông nhỏ này nè. Ông quấn con nhỏ kia như cái ghế á. Cái con nhỏ kia cái ghế nó quấn cái đầu á. À kiểu như là vợ cầm ghế đặt chồng cái ghế ngồi dưới này nè. Dạ. Ghế gì hả chú? Ghế ngồi bằng đồ rồi đó, nó nhỏ đó. Cái ghế nhỏ bằng gỗ đó hả? Rồi cái nó chạm vô bên trái mặt thôi tôi không hiểu nữa. Nó vậy đó, mười mấy năm nay đó nó chạm luôn thần kinh tới nay đó. Dạ. Chở tới thành phố luôn á. Phố của nó ngày nó bác sĩ được nó cũng quấn cái trận. Rồi bà nội nó cũng quấn luôn cầm dao nó gượt. Phải không? Dạ. Nó quấn giạc ở trận rồi bác sĩ nó cho là thần kinh rồi nó cũng giảm thôi từ 3 năm á giảm năm đầu tới 3 năm cái nó giảm rồi cái nó tái là hoài bây giờ nó cũng tái là hoài vậy đó, uống thuốc hàng tháng hoài vậy đó không có giúp thuốc được. Là bị vợ quánh cái ghế vô đầu. Đúng rồi, vô đầu xong cái ảnh hưởng thần kinh coi như là bác sĩ là cho rằng là bị cái cú đánh đó đó hả chú? Là trúng ở đâu chú? Trúng ở đâu chú? Bên trái mặt những cái hai bên mình tan đó. Dạ. Rồi nó bỏ nhà đi đó. Bỏ nhà đi luôn. 3 lần bỏ nhà đi á. Dạ. Rồi biết đâu lâu kiếm. Nhờ công an nó điện chỗ này điện chỗ kia. Rồi không biết được kiếm luôn 3 lần bỏ nhà đi không biết được gì. Dạ. Hai chú nãy con có hỏi ảnh thì ảnh nói là có một đứa con gái mà gả lấy chồng rồi mà không cho ảnh hay. Đúng rồi. Gì không chú? Đúng rồi, đứa con gái gả nghe nó vô cho hay. Dạ. Mà không cho nó hay đâu. Dạ. Cho hay sợ nó ra nó quậy không á, không cho. Dạ. Dạ đúng rồi. Tôi có mấy chú nó đó đi, mấy anh nó đi kiểu như là bên nội thì mấy bác mấy chú rồi đi thôi. Còn riêng ảnh thì không ai dám cho hay. Cho hay sợ ra ngoài quậy quạng banh chành cái đám cưới luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi hàng ngày là giờ chú còn cho ảnh uống thuốc không? Còn uống thuốc hàng ngày. Dạ. Ừ. Ổn thuốc hàng ngày vậy đó. Hàng ngày có khi nó không nóng mình thầu nóng mình cái làm giọng nó chuyện nghe chằng chằng của mình một à. Gì đó hả chú? Ừ. Bây giờ cũng muốn ngân rồi cái này là được anh rồi. Có ai là uống nước rồi đi cũng chậm quá, rõ nó chuyện cũng bình thường thôi. Sao bây giờ là anh nói sao? Bây giờ là cũng không có còn nói nhiều nữa hả? Dạ. Còn lúc sau này gặp thấy cũng được thôi, nhặt cái này cái nọ cũng em. Còn mà vợ gặp thấy nó cũng đợi chờ thì đó sao lại gặp thấy gì nó ra mà ngoái vẫn ra quên thôi. Vợ bỏ đi lâu chưa hả anh Dũng? Rồi lúc đó mùng trên chục năm. Trên chục năm hả? Dạ. Giờ anh nhớ vợ không? Cô mình không nhớ gì, nhặt thấy đi làm xã hội rồi và bởi vì cho nó gia giải quá căng rồi lúc đó mà mình đánh vợ tránh rồi gặp thấy gì mình có rượu thật rồi bởi vì ra đâu có dám ở lại đâu. Bây giờ là thí dụ như vợ anh kêu về ở rồi anh về không? Ông thầm mình có tài kế mình kiếm vợ khác rồi có đất ai đó bán cái đó là rẻ mua bán hai cọc đó cho bắt thêm mua lợi mà. Thì nói chung bây giờ anh nói thì nói vậy cô chú và anh chị, thật sự ra là nhiều khi anh cũng không kiểm soát được cái bản thân nữa. Vậy là giờ là không chịu về ở với vợ mà đợi cưới vợ mới hả?
hả? Dạ, cái mình kiếm thứ nam rồi đứa đứa nào mà tới tới được hoàng rồi không có con đó, nhỏ nhỏ giá chồng á hay gì đó, rồi có đứa con gì đó thằng trai hay gì đó Dạ. mà hay gì đó, nhặt cái con lùm lùm mình lại lại bao đứa về mình tặng rồi, bởi vì không đủ ăn, bởi vì có hạt đất rồi. Vậy tính ra cũng ghê nha, coi như là trong vòng thuốc nam cũng có phụ nữ nữa hả, có Có mà đặt cái là chia thuốc rồi, nó anh bưng thuốc cái chia em chia đặt cái mình đâu biết chọc đâu. em nói nghe nè, rồi từ ngày mà làm thuốc nam tới giờ là có để ý cô nào trong đó chưa, Nhặt có cái mà thấy nhiều quá, nhặt thấy bưng thuốc lên nên mà mình cũng để ý, mà nhặt nó đâu có biết thương yêu ai đâu, mình đâu biết nhà cửa rồi gia đình không? coi vợ chồng mấy đứa mình đâu biết đâu, đâu biết đường đâu. Bây giờ tới nhà thuốc rồi là họp hội này nọ, bởi giờ kêu anh ơi mua bưng thuốc lên rồi em chia mà Cũng biết chọc khôn lắm nè, bởi coi như là kiếm cô nào mà chưa chồng chưa có con mới chịu, còn mà có chồng có con rồi là coi như về sợ nuôi con người ta hả? mình kiếm mình nhặt cái đứa nào hiền đức được hổ mẫu được rồi, nhặt cái Dạ. đứa nào đặt đặt không biết rồi, nhặt cái có đất gần đó mình mua và bán mình mua lợn, còn còn thứ hai con không đủ ăn, bây giờ mình làm xã hội cơm nước này nọ, ta làm mình làm từ thiện rồi, bởi vì tao đẩy cơm ăn uống đó. Bây Em giờ nói nghe nè, rồi lúc trước là vợ anh đánh anh ở đâu, anh đi chơi cứ gây đánh nó ghế trúng người đâu, chúng mình tay trái. tay trái chỗ nào, đâu chỗ nào, đâu đâu chỗ nào, ngay trán này đó hả? À thì đây nè cô chú anh chị, Dạ. của Ngọc cũng thấy cái vết thẹo đây nè. À vậy là từ cái lúc mà hai vợ chồng đánh lộn là coi như thôi nhau luôn đó hả chú ba hả? Đúng Dạ. Rồi có ra tòa rồi hả chú? rồi. Có Ra gà tòa tọ. hả? Nó có ba cây vàng phải không? Gà À, anh tọ là anh Dũng này có ba cây bằng vàng. chung ba cây vàng. Rồi mà rồi gà tọ đó. Dạ. Rồi rồi cái tọ đồ chia, thấy không? Dạ. Chia cái vợ thấy gì thấy vậy, cái vợ nó cũng đơn. Cũng đơn thì giờ không có chia được, thấy không? Vậy Thì đó hả? giờ gia vàng nó đâu có hưởng đâu, thấy không? Thì vợ nó cái con nó hưởng thôi. À kiểu như là vợ có ba cây vàng rồi ra tòa, người tòa kêu rồi chia số Đúng vàng đúng rồi. của người vợ đang đeo trên người đó Đúng rồi. là chia cho anh Dũng này một nửa, Đúng rồi. rồi rốt cuộc là người vợ thấy vậy mới rút đơn Đúng lại. rồi, đúng rồi. Dạ dạ rồi hàng ngày là chú cũng cho ảnh uống thuốc đều hả chú hả? Thì hôm đó nay á, mấy năm nay á bị gì á, không có dám gần gần nó, Dạ. rồi thành ra cho bỏ nó đi rồi, thành ra bây giờ cho kèm nó cho uống thuốc, hôm đó nay đỡ thì chơi dắt cái theo á, chi thuốc á, Dạ. chi đi phân thuốc rồi, nó hôm đó nay nó đỡ, thấy đỡ Dạ. đỡ cái nó ít cứ ngồi giọng nó chà hồng nữa Dạ. không. Chứ người ta cũng phiền nữa, nó ráng ráng cũng lại đi, ngay nó cũng lại à, Dạ. hôm đó nay nó cũng lại lắm á. Dạ. Mà bây giờ thỉnh thoảng ảnh có hay lên cơn gì không hả chú? Ngày đầu cấp đi đi với chú á Dạ. thì đỡ Vậy đỡ 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 rồi ha, đập đúng rồi làm như lợi những cái nơi đó cũng tĩnh đúng tâm là rồi, tĩnh bớt tâm chú lần đi ha. người này phiên rồi cái phiên á, Dạ người gái niệm Phật đi rồi gì cũng đỡ, như nó không có lên cơn đi là lần những cái chứng bệnh này nè nữa. mà không có tiếp xúc với nhiều người nữa, đâm ra từ từ nó trầm cảm. Đúng rồi. Dạ Vậy nó với lại là mình đưa lại cái chốn đông người thì thành thử ra xíu trò chuyện người này trò chuyện người kia, rồi người này khuyên người nọ khuyên đó, rồi từ từ ảnh nghe thì cái tinh thần ảnh thoải mái đúng hơn. rồi, không thoải Dạ mái hơn lần dạ chứ lần là cái nằm võng là nói chuyện chầm chầm tối ngày luôn chứ còn mà nằm một mình thì coi như á. là nói lung tung lang thang hết trơn Thành ra thành đâu có làm gì được ra tiền đâu, nhiều khi là thấy gì ta cho tiền nó á, rồi nhiều khi ta cho gạo, và gạo á tôi bây giờ gạo cho nó ăn thôi chứ chứ không phải lẽ tôi gì mà lãnh tiền gạo từ thiện ăn thì nó ăn rồi. ăn nó chứ khổ rồi à. Thì cái tiền của ảnh với dạ như tiền người khuyến tập hàng tháng chắc cũng được mấy trăm ha. Đúng rồi. Thì bây giờ là chú với là anh Dũng là cũng phụ thuộc vào cái đồng tiền lương đó thôi, Làm thiên lương còn đó gạo thóc ha, thì coi như là chòm xóm hoặc là bên từ thiện người ta cho là ha. cái vụ đó Dạ mà tôi bây giờ hết biết, còn bây giờ kẹt còn đánh thì là cái tiền đó lấy gạo mình ăn đó chứ, bởi vì mình là từ thiện rồi, mình giúp cho người ta không hết nữa mà làm sao mà lấy là tiền ngược chút của người ta, bây giờ không có thì phải vậy thôi. dạ yeah. Thì nói chung bây giờ năm nay thì chú cũng 75 tuổi rồi cô chú với anh chị, như muốn đi làm kiếm tiền về cũng rất là khó khăn, Đúng rồi. tầm tuổi này thì đâu có làm gì Tôi được vì nữa. sao thái quá mình sống mà nó Dạ đau hoài.
Vô mì bệnh thái hóa nữa hả? Đường thái hóa ăn sống vì phụ quản đủ thứ cho luôn. Anh Vũ ơi, bây giờ anh có mong muốn là được cái gì không? Thôi nói em nghe coi. Mình cũng mong muốn là cũng em thôi, mà thấy mà mấy người mà chia thuốc với già rồi kiếm cái người nào để ý chứ nó thương mình là mình không biết chọc ghẹo rồi giờ mình làm cái phước lên tay cơ. Bởi vì sau này gặp thấy gì cũng muốn bỏ nghề nghiệp đó rồi đi coi, rồi sau này gặp cái đất ai cho rẻ bán hai cọc cái mua lại. Nói vậy đất đâu mà hai cọc ba cọc hoài vậy không nè. Vậy là cái ý của anh bây giờ là muốn cưới vợ khác phải không? Không cứ mà nhà cái nhà này nhà không có hầm cầu, nhà cổ sạch sạch trơn cái gì là đúng đúng rồi đó, nhà không có hầm cầu hả? Không có, nhà cổ sạch sạch bởi vì là nhà đứng chân không để nhà bán chân này gặp cái gì dạ. Thì anh nói là bây giờ muốn cưới vợ nhưng mà ngặt cái là nhà sạch sạch chứ không có hầm cầu của chú anh chị này. Đây cái chỗ này là anh đập bể hay gì vậy? Đó đó. Phải không? Cũng vậy á. Phải anh đập không? Cái này là nửa đêm nó hôm nó bởi vì vợ đập bởi vì quậy. Hồi nào mà vợ đập? Vợ thôi lâu rồi vợ đập gì nữa, anh đập nhận đi còn đổ thừa cho vợ nữa. Hả? Phải anh đập không? Anh đập bằng gì mà bể tới cỡ đó chứ gì? Ba cái 10k nhặt cái thấy 1 triệu một tháo ra rồi mới đã thấy gì luôn, sau này gặp cũng được thôi. Rồi tối anh ngủ chỗ nào? Ngủ trên này với cổng. Đâu chỗ nào đâu chỉ em coi chỗ ngủ của anh ơi. Chắc là chỗ ngủ à. Thì đây là của chú và anh chị. Rồi ngủ xong là cuốn là vậy đó hả? Chị nữa ta tá xuống điện thoại ngủ cho nó sạch sẽ. Tối là 5 giờ đó dân mộng rồi để 5 mũi vô. Tối 5 giờ là dân mùng rồi. Dân mùng sớm vậy? Đây còn dân chở mà sợ mũi đi vô. 5 giờ ngủ rồi thời gian nào mà đưa ghẹ gặp yếu cà phê rồi. Bởi vì mình có vợ cũng uống có giá rồi, không có giá không có giá, còn thứ không có vợ uống hai ba giá. Thì có tiền uống có thôi. Có tiền uống có thôi. Rồi mình ra đi ngồi đi. Rồi, tối là hai cha con ngủ trên giường đó vậy đó ha chú ha. Thì đúng rồi, vì là bị nó bỏ nhà đi hoài, đâu có dám bỏ nó đâu, đồ hàng ngủ chung với nó luôn á. Dạ. Bởi vì đâu mình đâu biết đường đâu, đi chỗ như một ngày chỗ này chỗ kia rồi được, còn thứ đi xa đâu biết, một đêm mà có hù rồi đâu biết đường, không đâu thấy đường đâu đi. Dạ, thì bây giờ cũng khổ của chú và anh chị, bây giờ có người con mà mang chứng bệnh này rồi, mà nếu như mà chú ba không có bên cạnh chăm sóc mà để ảnh một mình thì coi như là ảnh bỏ anh đi nữa là đâu biết đường nào đâu để mà tìm. Với lớn tuổi này nhà không có nhà cầu cũng hết sức khổ. Không có nhà cầu luôn, vệ sinh luôn hả chú? Không có luôn. Rồi thường thường là mình đi ở đâu, đi vệ sinh ở đâu? Đi cái nhà bên đó, nó dở đó, mình đi tạm cái nhà đó không. Đi nhờ bên đó đó hả? Cái chỗ nào đó anh Dũng? Thì anh nói là đi nhờ người ta bên đây đó hả? Nhà ta dở cái nhờ đó đó. Thì bên đây Nguyễn Ngọc cũng thấy là có cái nhà nhưng mà ta dở, nhưng mà còn cái cầu vệ sinh đây đó ha. Ta dở nhưng mà còn cái cầu đó đó hả? Rồi mình đi nhờ đó đó hả anh Dũng? Trời đất ơi. Vì trong cái phạm vì trong cái gì này đó có cái đền với cái nhà không, còn 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 thứ mà không có cầu ở gì. Thôi đi cũng khó. Nhà không có cầu cũng khổ ha. Rồi sáng giờ anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, sáng giờ mua cái sâu rồi, cái nãy ăn hết nổi mì rồi, chưa đói, gặp cái sau này gặp cái gì rồi đầu đó dọn cơm cúng một thời cái buông xuống ăn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sáng giờ là anh nấu cơm hay nấu cháo? Dạ, ông đào ông đốt cháo thì đổ ông ăn. Yeah. Dạ. Thôi bây giờ anh ráng lại đằng cái phòng thuốc nam làm ha, cho mau hết bệnh đi, rồi coi đằng đó có cô nào đó rồi để ý mai mốt rồi chú ông cưới cho. Ôi, mình đâu biết cô nào thấy gì chứ. Anh đào chia thuốc cho buôn thuốc là tên gì nè. Hai người bởi vì mình đâu biết đâu.
Bởi vì mình đâu biết chọc vợ xưa kia đó. Bởi vì sao lại chọc cái gì? Mình đâu biết chọc. Rồi, rồi, nó đi chậm lao không? Thì nói chung là... Đi tâm thần là nó dị nha. Anh còn... còn còn thứ ở nhà là thấy cũng không... Thấy gì gặp cái mặn có hai công cũng đủ ăn. Bởi vì ra thành ra này nọ, đi tiếp thì hước, làm hước này nọ, người ta cũng đãi cơm mình là ăn nữa, gặp tới tới đợt cũng làm gì đó hết, người ta mới về thôi. Anh Dũng ơi, anh biết hát hò gì không? Hát bài coi. Lúc đó còn trai chứ, về nhạc cái đâu biết hát đâu. Bây giờ nhớ bài nào không? Hát bài cho em nghe coi. Không biết. Nếu mà hát được là đưa lên là nhiều cô để ý lắm ạ. Bài gì? Bài gì hay làm bài ơi? Hát đi. Có gì đâu, anh em mình đây mà có gì đâu, bất cỡ. Hát đi. Hát cho bà con cô bác nó nghe coi, đưa lên đây là nhiều cô gái mà nghe được cái giọng hát của anh là coi như người ta mê, lúc đó tha hồ cưới vợ nha. Ở trong vòng đây người ta cũng đồn đó, cái giọng hát anh rất hay mà bây giờ bữa nay anh lại anh từ chối cái này là anh thấy em ngại lắm rồi nha. Rồi anh hát đi, hát một khúc thôi. Để hát ca giọng cổ một câu rồi. Rồi rồi đúng rồi. Đó, anh đi ca giọng cổ đó nè con chú anh chị. Rồi. Cầm vàng ơi, cho dù mặt đất này tan quan chức độ, mà hai bên ta thì chọn đời chung thi, mà đừng nói tiếng biệt ly, mà lòng anh đứt đoạn dở dài trường. Hai ta cùng nắm tay nhau, mà trong dĩ dặn ăn tình, người ta có tội tình chi, mà đừng hờn đừng trách, mà hãy về quê hương và điểm tối lành lùng. Anh ơi đường đời của tôi không bao giờ mà có tôi, nhưng tấm lòng của nàng già từ bấy lâu nay, chồng trai tìm của con có hai người má, mà ông sanh dưỡng dục ơi mà trời anh dơi trần gầm. Anh ơi đường tôi không còn gì nữa hơn quán trách, làm gì mà cho tròn số phận. Người ơi kẻ ở nơi nào còn chi mong đợi, chịu đợi cay đắng cay. Lan quệ sầu ái cho lan quệ heo, lan quệ sầu tình trong heo cái ngoài tươi. Hey. Rồi. Trời ơi, vậy mà giấu nghề. Trời ơi, vậy mà giấu nghề hả? Trời ơi, hát ca cổ hay vậy mà giấu nghề hả anh Dũng? Hả? Cái bài này anh thuộc lâu chưa? Hả? Mới đây. Mới đây hả? Mới đây một ca hay dữ vậy ta? Hả? Ca hay vậy mà giấu nữa chứ. Quá dữ. Dạ rồi trưa nay là chú với anh Dũng ăn cơm chưa? Chưa, chắc chú con cháu không. Cháu hả? Rồi bữa nay là mình không có đi vô phòng thuốc hả chú? Không, mơ lắm. Là hằng ngày vô chổng là chú với anh Dũng là coi như là đi làm công việc gì? Phơi thuốc rồi đó hả? Thì phơi thuốc có mấy ngày hải á. Rồi thì mình nhìn là chặt hay ngoài này nè. Dạ. Ba cái tổ chặt lần. Dạ. Nếu mình họ chặt không nổi thì bao thuốc quay thuốc tiếp á. Dạ. Còn mấy ngày hút thuốc á trực tiếp mình vô á. Dạ. Ừ, mình chia dạ. Bà con ta cắt nào tỉnh mệt đông lắm ạ, không ngàn ngàn mấy người rồi. Dữ vậy đó hả đúng chú? Rồi, đúng rồi. Quá trời ha. Ừ. Tính ra là thuốc đâu cung cấp cho nổi hả chú? Nhờ cắt nơi mình bán á. Dạ. Chứ thuốc lô không nổi. Dạ. Mình bán nhờ sắt cắt nơi đem lại. Dạ. Ừ. Ngày thấy là chú với đưa anh Dũng đi làm công quả vậy đó. Đúng rồi. Rồi mình kiếm cơm mình ăn đúng thì đúng thôi rồi, ha. Đúng rồi, kiếm cơm ăn á. Thì chiều gì ăn đây có khi người ta cho tiền nó nghe, cho tiền nó à. Dạ. Nó cho tôi không có lấy. Nhiều đó nó. Dạ. Đó. Như ảnh biết xài tiền không chú? Biết. Vậy là biết tiền hả? Ừ. Anh Dũng còn tiền không? Cho mượn 100 thôi. Hả? Cái này là không có tiền, hết tiền. Hết tiền hả? Không còn đồng nào hết trơn hả? Không. Là anh Dũng tối anh ngủ rồi anh có nằm thấy cái gì không? Không có thấy gì đâu. Thường tối ngủ có thấy gì không mà anh đập cái vách nó bể dữ vậy?
Lúc đó thấy sau này gặp thấy gì ở chơi có vợ ở trong này, các cái nhà ở ra thấy gì gặp thấy mình có đạp cố rồi, bởi vì ra mình cũng kêu hay nhà thương đó thương mình có gì bơ bư vào có gì thì thành ra mình đâu biết đâu. Thấy gì gặp thấy vợ đi cấu ngày không có cơm nước, bởi vì bỏ bởi vì con cậu Dung cậu ba này bởi vì ra cái đi đâu Nói chung bây giờ là cái chứng bệnh của ảnh thì nói gì thôi, nói gì thôi nó khác cũng còn ảnh hưởng nhiều lắm cô đúng chú đúng và anh rồi chị, nó động bình chứ tĩnh còn đó. nói là hết là không hết được đâu. Mà bây giờ là chú đi mà chú dẫn theo gì là đỡ lắm đó chú Đúng rồi, ha. nó nó đỡ Chứ nó còn đi với người mà ta phiền nữa đó. chứ để ảnh ở nhà một mình là con nói thiệt cỡ này là bỏ đi liền. Đó tôi nói với chứ là tôi kiếm với 3 lần mà kiếm không được luôn, nhờ công an không đi không biết đường gì mà. Tại vì mấy người kia đó đi làm bớt tu thì này nọ nhặt thấy thôi rồi cúng lại nhặt tên đi rồi gặp cũng được thôi, nhặt cái rồi thấy gì rồi đi với ổng rồi đi vô thực hiện nó lấy ra rồi ta tập kích cũng 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 cơm nước gì đó mình cũng cũng làm nữa làm gì nào hết người ta mới về biết sao giờ nhặt tới 3 người người ta chia cơ bưng thuốc rồi giờ không không kịp thôi giờ mình cũng bưng nơi cho người ta bởi vì ra mấy người chia thuốc đổ tới luôn bởi vì ra thấy gì là thân nhất Dạ, thì thấy gì hôm nay thân con cũng đến đây con chia lúc tới là sẻ gặp cái được trường hợp của chú với là anh Dũng, thì chú cũng cho phép là con đăng tải video lên trên cộng đồng ha. Đó, may mắn làm sao mà để gặp được các thầy thuốc mà gần xa đó có biết về cái chứng bệnh của ảnh đó, thì có thể là liên hệ với Nguyễn Ngọc, liên hệ với Nguyễn Ngọc rồi Nguyễn Ngọc là sẽ cho chú hay rồi để có phương hướng mà đưa ảnh đi điều trị hả chú. Dạ, thì thôi video đến đây Nguyễn Ngọc cũng xin tạm dừng ở cô chú và anh chị. Nguyễn Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị được nhiều hạnh phúc và sức khỏe. Dạ, vậy thôi con xin phép con chào chú ha. nhờ các bạn Dạ. cũng Rồi, chào anh Dũng nha. Tạm biệt nha. Ê, chừng nào có vợ mời em nha. Hả? cũng là tìm kiếm về nhà thuốc nam thì có tiền cứ không có tiền cũng ở giá đi sao vậy bởi Sao ở giá? Mới bốn mấy tuổi ở giá cái gì? vì đây không có tiền Hả? Không không có có tiền tiền hả? Bây giờ mình nói thật với người đó, nói bây giờ cuộc sống của anh vậy, anh khó khăn anh nghèo khổ đó, em có đồng ý về sống chung với anh không? bởi vì mình mà ta cũng để ý thương mình ngặt mình đâu biết chọc đâu bây giờ À, ba vậy bốn là người cũng có người để ý thương anh hả? Mấy người? ông cũng 4 5 người Trời bởi dữ ra thấy vậy. gì mấy người bởi vì ra thấy gì mình đi vô khác bởi vì ba bốn người ta cũng để ý thương mình ngặt cái mình đâu biết chọc Vậy đó hả, ba người để ý thương anh đó hả? bởi vì mình nghèo cái gì ra thì như đó có tiền Thì đâu mai mốt nói ba kìa đi cưới cho, kêu ba dẫn đi cưới. Vậy thôi ráng cố gắng đi chùa hút thuốc với chú nha ha, đừng có bỏ đi lung tung nha anh Dũng. nhặt cái đâu có đi đâu đâu nhặt cái chạy xe đi cho bằng ngày đi chỗ đó chỗ chỗ này chứ còn đi chơi thiếu xa nhặt cái đâu biết đường đâu bởi vì sau này gặp thấy gì bằng đêm hôm thì thấy gì mà mình đâu có thấy đường đâu đi cái gì gặp cái lo làm xã hội rồi cái gì thấy gì gặp cái gì nấu cơm ăn bởi vì còn thứ mà tiếp cho thuốc bởi vì giờ mình đâu bỏ đâu bởi vì tao tới đâu tới đó biết sao Chà, có cái đồng hồ đẹp vậy cái gì ai mua cho anh vậy? cái này của cái này của ổng đem lợi đó đặt ông đỡ thợ nó đeo cho biết giờ như thế nào À, biết giờ mấy giờ rồi anh nhìn coi. Mấy giờ? mà mới mười giờ 45 10:45, nói lộn rồi, 9:45. Phải phải không? 9:45 9:45 phải không? À, nói thấp chứ gì? Mới có 9:45 là 10:45 rồi. Thôi chào anh nha. Chừng nào cưới vợ mời em nha. Nghe nhớ nghe.